Thị trường xe điện tại Trung Quốc đang phát triển khá nóng, đó là miếng bắn béo bởi để các hãng xe lao vào tranh giành. Đây cũng chính là lý do vì sao mới đây, hãng xe Electric House quay trở lại thị trường xe ô tô, sau 2 năm mất hút kể từ đại dịch Covid-19. Cụ thể, vào ngày 16 tháng 1 năm 2023, Electric House hay EV House đã ra mắt chiếc EV mini chạy hoàn toàn bằng điện có tên ZU-E1. Nó hứa hẹn sẽ làm cho phân khúc xe điện 5 chỗ cỡ nhỏ sôi động hẳn lên, cũng như mang đến thêm một sự lựa chọn. Trước khi đi vào chi tiết giá bán xe ZOE 1, chúng ta cùng tìm hiểu qua đôi chút về hãng xe Electric House, được biết tiền thân của nó là Sinte Automobile, nhưng trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hãng xe Sinte đã rút lui khỏi thị trường. Sau đó vào tháng 8 năm 2021, công ty tái gia nhập thị trường với tên gọi Electric House với đội ngũ và chiến lược mới nhắm đến nhóm người tiêu dùng trẻ. Cùng thời điểm đó vào tháng 1 năm 2021, Electric House đã ký thỏa thuận sản xuất với VGV Công ty con của Sino, chắc thuộc sở hữu nhà nước, một trong những nhà sản xuất xe tải lớn nhất Trung Quốc, được thành lập vào năm 1930. e 1 là mẫu xe thứ hai được Electric House ra mắt sau mẫu Rangguang xin cũng là một chiếc xe điện cỡ nhỏ ra mắt vào tháng 8 năm 2021, có giá 59.800 đến 65.800 nhân dân tệ (9.400 đến 10.300 USD). Ở trong lần tái xuất này, Electric House vẫn định vị e 1 là xe điện cỡ nhỏ, xe có tổng cộng 6 phiên bản với hai tùy chọn phạm vi hành trình là 251 km và 335 km để người tiêu dùng lựa chọn. Một mẫu xe có tầm hoạt động 408 km cũng sẽ ra mắt trong thời gian tới. Mức giá bán của xe điện cỡ nhỏ e 1 sẽ từ 59.800 nhân dân tệ đến 79.800 nhân dân tệ, 8.300 đến 11.000 USD hay 195 triệu đến 260 triệu đồng. Được định vị là mẫu xe điện mini 5 cửa, 4 chỗ ngồi, Zoe 1 có kích thước bao gồm chiều dài chiều rộng chiều cao lần lượt sẽ là 3.750mm, 1.655mm, 1.550mm, xe có chiều dài cơ sở 2.415mm. Kích thước tổng thể nhỏ hơn nhiều so với Hu Linh Binh Go, 3950, 1708, 1580 mm với chiều dài cơ sở 2560 mm. Là một mẫu xe điện, vì thế, Zoe E1 không có lưới tản nhiệt, điểm nhấn ở đầu xe đến từ hốc gió giả kéo dài hết phần đầu, tạo sự cá tính cho chiếc xe điện cỡ nhỏ này. Tiếp đến là cản va trước được mạ chrome bóng loáng, nổi bật hẳn so với hốc gió bằng nhựa màu đen. Tiếp đến chính là hệ thống chiếu sáng của xe, đèn pha của e một có hình tam giác, tạo sự góc cạnh, xe dùng bóng LED, với điểm nhấn là dài đèn LED chiếu sáng ban ngày, tích hợp vào trong đèn pha, có thiết kế đối xứng, khá đẹp. Vòng ra bên sườn, e một tạo điểm nhấn với vòng eo bo tròn, ngoại thất xe được sơn hai màu. 2 phần 3 màu hồng và 1 phần 3 tính từ mép cửa, gương lên nóc xe hoàn thành màu đen, nhìn rất mạnh mẽ. Tiếp đến là việc chiếc xe điện cỡ nhỏ này chạy trên bộ vành hợp kim nhôm 15 inch, sơn hai màu tương phản. Tiến ra đằng sau xe, sự đối lập càng mạnh mẽ hơn khi cản va sau của du e một sơn màu đen mờ. Tiếp đến là hệ thống đèn phản quang và lùi kéo dài, đèn hậu LED trải dài hết đuôi xe, được chia đôi bằng logo của hãng xe House. Trong đó, cụm đèn hậu thiết kế giống dài đèn LED phía trước mở cửa bước vào trong khoang lái, nội thất chiếc xe điện cỡ nhỏ du e một khá tối giản với cách phối màu kép giống với bên ngoài. Buồng lái có màn hình điều khiển trung tâm 10,1 inch dựng dọc, tích hợp đầy đủ các chức năng của xe. Tiếp đến là việc xe du e một có vô lăng đáy phẳng hai chấu, phía sau là bảng đồng hồ LCD 7 inch và cửa gió điều hòa hình tròn. Số lượng nút bấm vật lý của xe điện cỡ nhỏ du e một được hạn chế tối đa, lý do là vì các chức năng đều được tích hợp vào màn hình giải trí. Bảng điều khiển trung tâm có núm xoay cần số, đế sạc không dây và hai khe đựng cốc. Mẫu xe cao cấp này cũng đi kèm các chức năng như vào cửa không cần chìa khóa, khởi động từ xa, điều khiển từ xa, cập nhật OTA, nhận dạng giọng nói và các khả năng hỗ trợ lái xe nâng cao bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và đỗ xe tự động được thực hiện thông qua hai radar siêu âm. Ghế của mẫu xe ZUE một bản thấp nhất được làm bằng chất liệu vải trong khi các mẫu còn lại có ghế giả da hàng ghế sau có thể gập xuống để tạo thêm không gian đựng đồ. Toàn bộ dòng xe Zoe 1 được trang bị động cơ điện gắn phía trước, có công suất 35 mã lực và 125 Nm với tốc độ tối đa 100 km h Chiếc xe điện cỡ nhỏ này có hai tùy chọn gói pin lithium iron phosphate do Wazwan Hitech, cung cấp sẽ bao gồm là 24 kWh và 32,56 kWh, với phạm vi hành trình lần lượt là 251 km và 335 km theo chu trình thử nghiệm xe CLTC của Trung Quốc. Mức tiêu thụ điện năng lần lượt của xe Zoe 1 sẽ là 9,9 kWh 100 km và 10,3 kWh 100 km. Khi sạc nhanh, chiếc xe điện cỡ nhỏ phải mất 30 phút để bổ sung pin từ 30% lên 80%. Thời gian sạc chậm vẫn chưa được công bố tại thời điểm này. Với thị trường xe điện cỡ nhỏ đang phát triển nóng tại Trung Quốc, dù E1 sẽ gặp khá nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh với Sigan của BID hay đặc biệt là gã khổng lồ Huling Linh Binh